Bạn tôi là một doanh nhân. Nó vất vả cả đời kiếm tiền, thường nhậu thâu đêm và ngoài 50 tuổi rồi. Và nó có một tuần khoảng 5 buổi đi nhậu để lấy đơn hàng với khách hàng. Cứ nhậu rồi lại móc ra và nó rất mê tiền. Nó cũng mắng tôi rất nhiều lần, má mày kiếm sống mà không kiếm tiền thì sống làm gì. Và rất tiếc là bạn tôi nó bị bệnh ung thư dạ dày và nó mới chết. Tôi đã bảo với nó nhiều lần, tiền nhiều để mà làm gì. Tôi muốn khuyên bạn rằng nếu mà nghèo thì chúng ta cần phải làm, nhưng đôi khi chúng ta chịu làm quá, chúng ta quên mất cuộc đời của mình. Tôi chọn lối sống như thế này. Tôi đến đây một mình để uống cà phê và để tận hưởng cuộc sống trong một không gian tĩnh lặng như thế này. Có thể sẽ ít tiền đi một chút, nhưng ít nhất tôi cũng có thời gian để tiêu những đồng tiền mình làm ra. Chưa có tiền thì phải lặn lội kiếm tiền, nhưng có tiền rồi thì phải biết dừng lại để mà tiêu nó. Khi mình chết đi, rất có nhiều khi số tiền của mình là thằng bồ của con vợ mình nó sẽ tiêu đấy. Và cái đó thì đau lắm.